The patient is female and they are 55 years old. And the reason for admission, the CS scoring and pains when past urines. And she get a symptom for 1 month. And besides, she has a Go ahead. And the patients have few pains in their open about the hip bones, and in their history, she has a kidney stone in the left for 3 years ago, and she has a subthyroid dectomy for 8 years ago, and she has a diabetes mellitus type 2 for three years, and she are getting metformin every day. And when we have exam, we have she gets pains in the upper the hip bones, and that's all. And then we get the test. First, we have the urine analysis, and we find that we have the finding that they have leukocyte 500 leukocyte per microliter, and she has erythrocyte and proteins in her urine. Protein, how much? Protein is 1 gram per liter. I think it's a complications of diabetes, because she has the diabetes for 3 years. I think this is that's what we call thank you, sir. Let's see. And we have the urine cultures that we find that we have fungi. Fungi, fungal. That's all. Yeah. I don't believe. Where? Okay, see, yes. No problem. Okay, sure. Because problem of diabetes. Yes. Even in the tiểu đường thì bệnh nhân có thể bị những cái con candida, trichomonas, or anything. And we have the X-rays that we can find the kidney stone in the left. Dimension? Sumberin, so about to the right side. That is the left side. Okay. And then the right side? This side? Yes. I'm not sure in this side. I'm working correctly. And let's see the echo. On the right side. Okay. Echo. Look. Focal. Yeah. And so this is it's a very critical case because the BMI patient about 24 and 5. Yeah. And with the diabetes like this, every stone that is a big stone. So. And then how the heart feel, and we estimate the heart feel, which is low, about 800. Yes. That means infected kidney stone. Đây là cái sỏi do nhiễm trùng. Nó là một sỏi thứ phát sau cái nhiễm trùng. Do đó cái điều quan trọng của chúng ta là phải điều trị cho hết cái nhiễm trùng. Nước tiểu của mình là 500. So we need the very strong antibiotics. And what's the problem? In this case, we need a CT scan. Đừng có chụp UV. Ca này nói với anh Tuấn là thầy dặn là đừng có chụp. Phải nhiễm nấm và nhiễm trùng cho nên phải điều trị rất là dữ. Và phải hỗ trợ với bên sản phụ để người ta cho thuốc cho nó chính xác. Yeah. Mình đừng có cho. Mấy cái thuốc này mình đừng cho, mà phải hỗ trợ với bác sĩ gynecologist. Okay. Nó là thầy yêu cầu mời bác sĩ gynecologist cho thuốc. Sau khi chúng ta cho thuốc kháng sinh cho chuẩn, với cái bệnh nhân này thì điều trị metformin sẽ không đủ. Bệnh nhân đang ở stress cho nên bắt buộc phải xài insulin.
insulin. Hiện nay insulin thì các bạn biết rằng tùy theo đáp ứng lâm sàng mà ta trị. Thông thường ở lâm sàng người ta sẽ sáng 10 chiều 5 hay sáng 10 chiều 6. Đừng có cứng nhắc như vậy, có thể cho mỗi tiếng cũng được. Hai đơn vị mỗi tiếng. Nhưng mà ta làm như vậy thì cái bữa nhập viện hay một hai bữa đầu thôi để ta chỉnh cho được cái liều. Tại vì ta không biết nó là bao nhiêu. Làm như vậy bệnh nhân phải tốn tiền thử máu tại giường liên tục và điều dưỡng rất là cực. Nếu mà các bạn cứ cho insulin tĩnh mạch, treo luôn chai nước biển luôn, cứ cho chảy 4 cực gọn. Rồi sao hết chảy nước biển thử lại, sao hết chảy nước biển thử lại. Liên tục, about 1-2-3 days and it's normalized or stabilized. And we keep how to try it and we know exactly how to monitor the blood sugar. Okay. Khi mà chúng ta biết chắc chắn được và chúng ta đã kiểm soát được rồi, lúc đó chúng ta mới điều chỉnh. Còn xưa nay chúng ta vẫn cứ bla 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 sáng 10 triệu 5, sáng 12 triệu 6. No. Chúng ta làm như vậy là để giúp cho điều dưỡng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng ta làm như vậy nữa, chưa chắc chúng ta kiểm soát tốt. Vì lý do khoa niệu mình có sáu bệnh, bảy bệnh. Làm như vậy thì điều dưỡng hơi cực một chút, nhưng mà nó sẽ có tốt cho bệnh nhân hơn. So in this case we need to insulin, we need antibiotics and also antifungal. Antifungal drug. But we need the help of a gynecologist. Những cái thuốc nấm đừng có bác sĩ đều đừng tự cho. Insulin cũng vậy, bác sĩ đều đừng tự cho, mà phải mời nội tiết cho. Chúng ta nên làm việc một cách tập thể, đoàn kết. Chúng ta đừng nghĩ mình giỏi mà muốn cho gì cho. Thầy biết rất là rành, không bao giờ thầy cho thuốc. So we know how to run the case, and after when we stabilize on things, we need to know exactly how the result on the MSCT. Cái này không chụp UV, ngay chụp UV không có thấy gì đâu. Sau đó chúng ta có thể làm cái gì? Trong trường hợp này open thì rất là ổn, cho nên đừng open. Cái này chúng ta chỉ còn hai option thôi. Một option BCNL thì bệnh viện mình không có làm. Tuy nhiên chúng ta có thể làm laser được. Cái này laser được. Vì trên cái phim cao UV các bạn đoán là cục sỏi nó không có di chuyển nhiều. Trên cao UV cục sỏi nó fixe chỗ này. Fixe, chúng ta fixe tiếng Anh là fixation, có nghĩa là nó cố định một chỗ, nó không có di chuyển. Một khi nó đã cố định thì chúng ta cần lấy cái CT để coi nữa, coi cái đường từ dưới này lên có thuận tiện. Sau khi tán bể rồi nó có chạy đâu không? Nếu nó không chạy thì làm. Hồi xưa thầy ở bên Đà thành phố thầy làm mười mấy ca từ dưới này lên, lấy luôn sỏi cực dưới luôn, rất là ngon. Mà hơi cực một chút, làm nửa chừng có phải nghiêng bệnh nhân qua, một người dỗ lưng, một cái người bác sĩ đứng sau lưng bệnh nhân dỗ cái lưng, cái cục sỏi nó chạy ra. Cái thằng ở ngoài cầm cái rọ đứng gình giống như cái nó lo ra chụp giống như mình bắt cua trong hang vậy đó. Okay. Vậy tốt hơn cho mình nhau. So this case we need to do that. Open that is very bad in patient with diabetic nephropathy that case. Vấn đề quan trọng của bệnh nhân này nữa là protein niệu 1 gram. Hôm trước có một bài của nhóm đi trước á, nhóm y sáu trước có một bạn tên là gì đó, Trường Đạt gì đó, thầy đã thưởng cho chầu nhậu luôn đó. Hắn làm cái bài đó rất là tốt. Bệnh nhân vào viện ngày 13 tháng mấy đó, dưới bộ tiên niệu là 1 gram, điều trị có 2 ngày, điều trị nội, xuống còn bộ tiên niệu có 30, tức là từ 100 xuống 30. 30 đôi dây gần bình thường. Vậy thì ca này, anh theo dõi thì có vô đúng vậy. Cái bài đó tên là bài bộ tiên Hoffmann gì đó. Các bạn coi lại cái bài đó. Bộ tiên Hoffmann. Số ca này chúng ta học được rất là nhiều. Và hiện nay bệnh nhân của mình không nhiều và thương hiệu của mình đang có. Cho nên chúng ta phải làm tốt chứ để cho bệnh nhân người ta tin tưởng cái thương hiệu của trường mình. Để người ta đến đây nhiều hơn. Thì học trò mình sẽ học được nhiều hơn. Các thầy cũng sẽ có thu nhập tăng lên. Và cuộc sống sẽ tốt hơn. Và bệnh nhân có cái Tết này nữa, nó chất lượng. Còn nếu mình mổ open, bệnh nhân chắc chắn ăn Tết này không có chất lượng. Okay, we stop. Sir, thank you.